Sao mặc cái váy ngắn như vậy? Em đi ăn hay là biểu diễn thời trang? Bảo cho cậu biết, hai người đàn ông trên xe lúc nãy là hai kẻ có tiền ngán buôn bán phụ nữ ở Trung Quốc. Có chuyện đó. Taxi không chị ơi? Taxi hả em? Dạ. Thì tao muốn mời anh Phong ăn cơm. Có gì đâu lạ. Cái gì? Chú chị ơi, chậm lại đi. Chú chị ơi, tôi đã biểu đi chậm lại mà. Tao nói mày nguyện mà. Anh ơi, bạn Thảo lần trước của em không phải là bị mất đâu anh, mà là mẹ lấy mất của em. Tại sao mày lấy nó? Nếu mà mẹ đốt sách của con thì con không cho mẹ ở chung với tụi con nữa. Hả? Cô dám đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Cô thách cô đó. Ngoan đi nè. Vô. Trời ơi, em đã nói là em thích mà. Nếu cô thích, cô đã không nói. Tại sao em lại không nói những điều mà em không thích? Tại vì cô chưa cướp nó thôi.